Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái channel tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video chia sẻ về hamster rồi cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn nha, không nói liên thiên linh tinh nữa. Rồi, và hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề, đó chính là khi mà cái hũ thức ăn của các bạn hết, các bạn đợi thức ăn mua từ những cái shop khác về đấy, thì nó sẽ mất khoảng là 2 đến 3 ngày, thậm chí là 5 ngày đó, tùy theo chỗ. Thì trong cái quá trình mà chờ đợi đó thì các bạn sẽ cho nó ăn đỡ những cái loại thức ăn nào để cho nó có thể sống được qua những cái ngày đó nha. Đấy, thì cái video này thì mình sẽ dành cho những bạn nào mà mua hàng thức ăn hoặc là lóc chuồng đồ ở xa nha. Còn những bạn nào mà ở gần nhà bạn mà có shop người ta bán chiên rồi đó thì các bạn có thể chạy ra và mua luôn, thì cái đó thì các bạn không có sợ nữa. Còn cái này dành riêng cho những bạn nào mà mua hàng thức ăn đồ, đặc biệt là mua hàng bên mình rồi đó, thì các bạn mà lỡ mà cái hũ thức ăn của bạn mà nó hết mà các bạn không hay, hoặc là các bạn lỡ làm biếng đấy, đi đặt hàng trước, thì các bạn có thể xử lý tình huống đó bằng những cái loại thức ăn này cho mấy con chuột của bạn nó ăn đỡ nha. Thì cái này là mình chỉ cho nó ăn đỡ thôi các bạn, chứ không phải là cho nó ăn luôn nha. Tại vì nếu như mà các bạn cho nó ăn luôn những cái loại thức ăn này á thì nó sẽ không có đầy đủ dinh dưỡng đâu. Đó, các bạn phải cho nó ăn đỡ một vài hôm thôi thì ok. Còn bình thường thì các bạn phải cho nó ăn thức ăn ngũ cốc đồ, nó có tất cả các loại hạt cũng như là bánh, thì nó mới đầy đủ dinh dưỡng cho mấy con chuột của các bạn nó mập với lại nó khỏe nha. Thì trước khi mà mình chia sẻ thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn là những bạn nào mà đặt hàng ở xa, mua hàng online mà thức ăn được cho mấy con chuột này á, thì mình khuyên các bạn là mua dự trữ hoặc là mua dư đi đó, để khi nào mà có hũ thức ăn của các bạn hết á thì các bạn có những cái bịch dư đấy, cái bịch dự trữ các bạn đổ vào cho nó ăn liền luôn đó. Thì nói chung là những bịch thức ăn ngũ cốc hoặc là thức ăn của hamster á thì các bạn có thể được để được khá là lâu, nhưng mà thức ăn ngũ cốc á thì khi mà các bạn chưa cho nó ăn á thì các bạn cứ để nguyên trong bịch như thế, thì để nó có khoảng là 3-4 tháng, thậm chí là nửa năm, hơn nửa năm luôn, tại vì nó dạng như là hạt khô thôi các bạn, chứ nó không có ướp gì cả, cho nên các bạn có thể để rất là lâu. Vì thế các bạn mua hàng ở xa một lần thì nó khá là khó khăn với lại là mất thời gian, thì mình khuyên các bạn là mua dự trữ ha, mua một lần 3-4 bịch gì đó hoặc là 2-3 bịch gì đó để mà dành cho nó ăn ha. Còn khi nào mà thức ăn của bạn mà các bạn cảm thấy gần hết rồi đó thì các bạn phải đặt hàng trước khoảng đâu đó là 4 ngày, 4-5 ngày nha. Tại vì trừ hao nhiều khi là shipper người ta gửi hàng đến cho các bạn mà người ta gặp sự cố gì đó thì có thể là trễ hơn đó. Nếu như trễ thì có thể là gây đói cho mấy con chuột hamster của bạn. Thì các bạn mua hàng online về người ta gửi hàng chậm cho các bạn một tí, thì trong những cái ngày đó các bạn sẽ cho nó ăn những cái loại thức ăn này để mà cho nó đỡ đói, cũng như là cầm cự con chuột hamster của bạn một vài ngày thôi nha đó. Và các bạn tuyệt đối là không có cho nó ăn những cái loại thức ăn này mà ăn xuyên suốt nha. Đấy, ăn xuyên suốt thì nó sẽ không có đủ dinh dưỡng bằng thức ăn ngũ cốc đâu. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Ở đây thì mình sẽ có bánh mì. Đấy, thì cái món đồ ăn đầu tiên mà mình thấy là rất là mấy con chuột nó rất là thích cũng như là rất là dễ mua, đó chính là bánh mì. Đấy, bánh mì thì các bạn có thể ra tiệm bánh mì rồi mua, bánh khổ thế là 2-3 ngàn vậy thôi à. Đấy, rất là rẻ luôn. Thì đối với cái bánh mì này á thì các bạn cho nó ăn á thì các bạn cho nó ăn cái phần ruột nha. Đây, để mình xé cái này ra cho các bạn xem. Bánh mì này mình mới đi mua luôn các bạn, 2.000 một ổ. Đấy, còn nóng hổi luôn á. Em vô làm video cho các bạn xem luôn. Ok, thì các bạn cho nó ăn á thì các bạn xé ra như thế này và các bạn móc những cái phần ruột này nè. Đấy, những cái phần ruột này thì nó sẽ mềm nha các bạn. Đấy, nó sẽ rất là mềm, giống như là bông gòn luôn đó, rất là mềm, thì mấy con chuột của bạn nó sẽ ăn được. Còn cái phần vỏ này á thì nó sẽ cứng đó, với lại là nó khá là sắc á, theo mình thấy nó khá là sắc. Thì khi mà con chuột mà của các bạn ngồi nó ăn mà nó nhét vào hai cái túi má thì có thể ảnh hưởng đến cái phần da của cái túi má của nó. Còn đối với cái bộ ở trong như thế thì nó khá là mềm, để con chuột của bạn nó ăn rất là dễ luôn, thậm chí là nó nhét vô túi má thì cũng chả sao cả. Đấy, thì bánh mì thì nói chung thì nó ăn, nếu như mà mấy con chuột bạn nó ăn á thì nó sẽ có thể ăn được khoảng 3-4 ngày đó, và nó sẽ giúp cho mấy con chuột của bạn không có bị đói trong một khoảng thời gian khá là ok đó. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng bánh mì đấy cho nó ăn bánh mì như là thức ăn dặm cũng được. Lâu lâu các bạn mua một ổ về các bạn ăn mà các bạn dư á thì có thể xé vài miếng cho mấy con chuột của bạn ăn, nó cũng rất là ok, bổ sung tinh bột được khá là nhiều đó. Bánh mì đấy, bánh mì thì các bạn lưu ý cho nó ăn phần ruột nha, phần ruột thì nó mềm, nó sẽ dễ ăn hơn. Và tiếp theo đó chính là đậu phộng rang, hoặc là những bạn ngoài miền Bắc gọi là lạc á đó. Thì cái loại này á thì chuột hamster nó rất là thích luôn, và ở trong những bịch thức ăn thì đều có những cái hạt đậu phộng này. Đấy, ở trong những cái bịch thức ăn á thì mình thấy là người ta sẽ trộn những cái loại phộng còn sống nha các bạn. Thì các bạn cho nó ăn đỡ vài hôm thì các bạn có thể mua đậu phộng rang cũng được. Đậu phộng rang thì nó sẽ là đắt hơn đậu phộng sống một tí thôi, nhưng mà rang xong á thì nó sẽ có cái mùi thơm và sẽ kích thích của mấy con chuột của bạn nó ăn hơn đó. Thì đậu phộng này cũng
khá là dễ mua thôi, các bạn có thể ra tiệm tạp hóa hoặc là những cái chỗ người ta bán hạt rồi đó thì người ta đều có bán hết. Đấy, cho nó ăn cái này thì nó sống vài ngày cũng rất là ok luôn á. Đó. Và ngoài ra thì ở đây mình không có chuẩn bị hết tất cả các loại thức ăn, thì một tí nữa mình sẽ lên Google và tìm những cái bức ảnh và sẽ chèn vào cái video này cho các bạn dễ hình dung hơn nha. Thì các bạn có thể mua thêm những cái loại bánh tây chẳng hạn, bánh bánh gì cũng được, nói chung là bánh tây á nha, bánh tây bình thường thôi. Đấy, chứ các bạn đừng có mua những cái loại bánh như là bánh snack mà có mỡ dầu rồi đó, thì tốt nhất thì các bạn đừng có cho nó ăn cái loại đó. Đó, các bạn mua bánh tây bình thường thôi, bột người ta nướng lên bình thường thôi thì sẽ rất là ok. Đấy, các bạn có thể cho nó ăn những cái loại đó một vài hôm, đấy 3-4 ngày đỡ cũng được, chờ thức ăn ngũ cốc rồi nữa người ta gửi về cho bạn thì cũng ok. Và ngoài ra nữa thì các bạn có thể ra chợ mà cái chỗ mà người ta bán hạt này hạt kia rồi đó, hạt hướng dương hoặc là hạt đậu rồi đó, thì các bạn có thể gọi là mua hướng dương hoặc là đậu xanh đậu đỏ rồi đó, các bạn có thể về trộn một ít thôi nha, một ít thôi, và các bạn nhắm vừa đủ cho nó ăn vài ngày á, thì các bạn có thể mua về và trộn lại chung với lại đậu phộng luôn này cũng được. Đấy, và cho nó ăn đỡ vài ngày nha. Rồi, và ngoài ra thì các bạn có thể cho nó ăn những cái loại thức ăn dặm mà các bạn đã mua sẵn từ trước mà nó còn dư á, ví dụ như sâu đó, thì các bạn có thể cho nó ăn đỡ một vài hôm cũng rất là ok luôn đó, chứ không cần các bạn phải bắt buộc phải mua những loại thức ăn này. Còn các bạn ở nhà mà không có thức ăn dặm dư thì các bạn phải bắt buộc phải mua những cái loại hạt này hoặc là bánh mì cho nó ăn đỡ một vài hôm. À, quên nữa thì có nhiều bạn hỏi mình là cơm thì mấy con chuột hamster này nó có ăn được hay không? Đó, thì theo mình thì cơm thì nó vẫn ăn được bình thường nha. Và hôm trước mình có làm một cái video về làm sushi rồi cho mấy con chuột này nó ăn, thì có một bạn vào bình luận là ăn cho nó ăn cơm thì nó sẽ bị dính vào hai cái túi má nó hai bên như thế này nè các bạn. Đó, thì theo mình thấy cơm thôi mà các bạn, thấy không? Đâu có phải là cái gì đâu, chứ phải là keo hoặc là cái gì đâu mà nó dính tới vậy. Đó, các bạn cho nó ăn cơm thì nó vẫn nhét vào hai túi má và nó vẫn lấy ra bình thường. Đó, có con thì nó ăn luôn, có con như là những cái con bia nó ham ăn như thế thì nó thường nó nhét vào hai cái túi má nó trước, và các bạn để vào lòng thì nó sẽ nhả ra một cái góc nào đó, nó sẽ giấu ở đó và nó sẽ ăn dần nha, chứ không phải là nó ăn liền đâu. Đó, mấy con này thì nó chứa đồ ăn rất là nhiều luôn. Đó, ví dụ một miếng bánh mì như thế nè, đây nó nhét vào luôn các bạn. Thì mấy con này nói chung là hai cái túi má nó có thể gọi là chứa được rất là nhiều đồ ăn và bằng với phân nửa trọng lượng của nó luôn nha các bạn. Đấy, bên này thì nó chứa đồ rất là nhiều luôn, đặc biệt là mấy con bia này rất là ham ăn luôn. Và video hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái loại thức ăn cũng như những cái loại thức ăn mà các bạn có thể gọi là cho nó ăn chữa cháy vào những cái ngày mà các bạn chờ đợi thức ăn nó về. Tại vì chờ thức ăn mà gửi hàng qua cái đơn vị vận chuyển rồi thì nó sẽ tốn khoảng 2-3 ngày, thậm chí là những bạn mà ở huyện xa đâu thì có thể là mất khoảng 4-5 ngày, thậm chí là 6 ngày, tùy theo đơn vị vận chuyển cũng như là tùy theo chỗ bạn ở nữa. Rồi, và video của mình sẽ kết thúc ở đây nha, là một cái video ngắn ngắn như thế và chia sẻ cho các bạn thôi. Và nếu như mà các bạn thấy video này bổ ích hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, và những ngày như thế này thì mình sẽ gọi là cố gắng tranh thủ ra nhiều cái video chia sẻ như thế. Rồi, lâu lâu thì mình sẽ ra về những cái video chế tạo đồ chơi hoặc là đồ ăn đồ cho hamster cho các bạn xem nha. Đó, và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình. Còn bạn nào mà muốn mua thức ăn hoặc là lóc chuồng hoặc là đồ chơi cho hamster á thì các bạn có thể inbox vào cái đường fanpage, mình sẽ để cái fanpage đặt hàng ở phía dưới phần mô tả nha. Đấy, các bạn nhấp vào cái trang fanpage đó và nhắn tin trực tiếp với mình luôn, mình sẽ gửi hàng cũng như là gói hàng gửi hàng đến tận nhà bạn luôn nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.